Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của Alarm Audio. Hôm nay thì bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu Chio. Thương hiệu Chio hay anh em còn gọi là Kenwood ạ. Em này thì có model GE GDX nhé. Tất cả đều đầu cần đều có led rất là đẹp này. Màu trắng đục. Máy rất đẹp nhé, em này về trong tình trạng là máy zin nguyên bản, đẹp xuất sắc và vẫn còn cả giấy khai sinh anh em này. Chiều với GDX. Đấy. Em này thì không thể chê được về hình thức cũng như là về setup. Em này có một cái tính năng rất là đặc biệt là cũng mở rộng được hai cái dài cuối cùng, đó chính là dài 16 đến 32 và từ 12 đến 20k 20.000 Hz này. Em này sở hữu 20 cần chia đều cho hai cây và có kích thước ngang là 44 anh em nhé, sâu 32, cao 11 cm, máy chạy điện 100 và có công suất là tiêu thụ điện là 9W, sử dụng được 3 cổng kết nối đầu vào line và 2 đường tép. Giá sản phẩm này thì em đang bán với giá là 5 triệu anh em nhé, bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ. Chất âm của Chio thì cực kỳ là tốt. Đấy. Và đặc biệt là em này rất là mới anh em. Từ lóc chứ. Lóc rất là mới này. Đấy, góc cạnh này. Anh em nhìn kỹ, em nia máy đến gần cho anh em nhìn. Tất cả các cái chữ đều rất là rõ nét này. Dài xuống thấp nhất là 32k và lên cao nhất là đến 20.000 Hz nhé. Muốn lên được 20.000 Hz thì anh em gạt cái hai cái nút mở rộng giải này ra, còn thông thường em vẫn đang để nó ở 16k và để chế độ là xuống thấp nhất là 16 thôi. Đấy, đây là ba khẩu đầu vào, có tính năng là đảo ngược các cái trạng thái điều chỉnh reverse ấy, từ thấp thành cao và từ cao thành thấp. Đấy. Thì rất là đanh nhé, giá là 5 triệu, bao ship cho anh em là chuyển khoản ạ. Và một tính năng nữa là tính năng đang nghe mà muốn nghe nhỏ hẳn đi thì có tính năng là âm 6 dB này, anh em bấm vào giảm đi nhỏ rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em Chio GDX này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Bên em ship hàng toàn quốc chứ không cộng. Em này size rất là trường, thương hiệu khá là nổi tiếng, rất là đẹp nha anh em nhé, góc cạnh không một vết xước luôn. Phật căng. Em xin phép tạm dừng video ở đây. Anh chị em nhớ đừng quên like và đăng ký kênh của bên em để được cập nhật nhiều sản phẩm hơn nữa. Em chào các bác nhé. Các bạn có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ giúp em qua số điện thoại em ghi trên bài. Chào các bác.